Chương trình này được bảo trợ bởi hai Tech Builder, là nhà thầu, nhà tư vấn trong lĩnh vực xây dựng, sửa chữa nhà cửa và hãng xưởng. Mọi chi tiết xin liên lạc Hải Trần qua số 0413 968 858. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả, trong bản tin sáng ngày hôm nay thứ tư, ngày 23 tháng 12 năm 2020, Thanh Huyền xin gửi đến quý khán giả những tin tức với các bản tin chính như sau. Đại dịch COVID-19 tại Victoria, kết quả điều tra về làn sóng thứ nhì không ai chịu trách nhiệm. Nhìn lại tình trạng tang thương tại các viện dưỡng lão tại Victoria. Dự luật đầu tiên trên thế giới về nhiệm vụ tài chính của Google và Facebook khi sử dụng tin tức địa phương. Mua sắm gia tăng 5% trong mùa Giáng sinh năm nay 2020. Và sau đây, Thanh Huyền xin mời quý vị khán thính giả hãy cùng theo dõi phần tin chi tiết. Đại dịch COVID-19 tại Victoria kết quả điều tra về làn sóng thứ nhì không ai chịu trách nhiệm. Trong khi tiểu bang New South Wales đang đối diện với những gì đang xảy ra để tránh làn sóng dịch bệnh lần thứ nhì, thì Victoria đã nhìn lại quá khứ để tìm hiểu lý do tại sao làn sóng dịch bệnh thứ nhì đã xảy ra. Hôm qua, Ủy ban điều tra của cựu thẩm phán Jennifer Coates đã phổ biến phúc trình Trung cuộc và điều đó có thể làm một số người ngạc nhiên. Nhưng có thể đối với chính phủ General Andrews thì không có gì ngạc nhiên cả là sau nhiều tháng điều tra với trên 60.000 trang tài liệu mà Ủy ban điều tra Jennifer Code vẫn không thể tìm được câu trả lời dứt khoát. Đó là ai đã quyết định và trách nhiệm về việc thuê mướn công ty bảo vệ tư nhân phụ trách kế hoạch cách ly tại các khách sạn. Ngoài ra, cuộc điều tra cũng phát hiện sự lùng cùng nội bộ giữa Bộ Y tế và Bộ Nhân dụng trong chính phủ Daniel Andrews. Thủ hiến Andrews đã nói rằng, chính sự lùng cùng này giữa hai bộ là nguyên nhân gây nên sự thất bại trong việc kiểm soát dịch bệnh chứ không phải là việc thuê mướn các công ty bảo vệ tư nhân. Mặc dù vậy, ông Andrews vẫn xác nhận trách nhiệm của kế hoạch là thuộc về Bộ trưởng Y tế lúc bấy giờ, tức là bà Jenny Mikakos và Bộ trưởng Y tế nói chung. Thủ hiến Andrews còn nói rằng, nếu Tổng thư ký Bộ Y tế Kim Pick và Bộ trưởng Mikakos đã không từ chức, thì họ cũng phải từ chức sau khi Ủy ban điều tra phổ biến tin tức này. Cựu Bộ trưởng Y tế Mikakos cũng đã phổ biến văn bản bày tỏ thất vọng về kết luận của ủy ban điều tra mà bà tin rằng đã không phản ánh đúng sự thật. Bà Mikakos cũng đã mạnh mẽ chỉ trích thủ hiến General Andrews. Ông Andrews nhân dịp này cũng đã bày tỏ lời xin lỗi nhưng vẫn xác quyết là ông sẽ không từ chức và sẽ tiếp tục lãnh đạo Đảng Lao động cho tới cuộc bầu cử quốc hội sắp tới vào năm 2022. Trong khi đó thì lãnh tụ liên đảng đối lập Michael O'Brien vẫn tiếp tục đòi hỏi là chính phủ phải thành lập một ủy ban điều tra hoàng gia để điều tra nội vụ. Tại Úc, một ủy ban hoàng gia điều tra sẽ có quyền hạn của một tòa án, trong khi ủy ban điều tra của cựu thẩm phán Jennifer Cote chỉ là một ủy ban điều tra thông thường. Theo lời của lãnh tụ đối lập O'Brien, thì thủ hiến Andrews và các vị bộ trưởng trong chính phủ lao động cho đến nay vẫn chưa nhận trách nhiệm và vẫn cố bám lấy chức vụ của họ thay vì phải từ chức. Nhắc lại là trong làn sóng dịch bệnh thứ nhì tại Victoria đã có trên 20.000 người nhiễm bệnh và 820 người tử vong trong tổng số 908 người tử vong trên toàn quốc Úc Châu. Đại dịch Covid-19 tại Victoria nhìn lại tình trạng tang thương tại các viện dưỡng lão. Cũng ngày hôm qua, một phúc trình khác của liên bang đã được phổ biến nhằm vào sự vận hành của các viện dưỡng lão trong thời kỳ đại dịch mà hai trong số những viện dưỡng lão có sự thiệt hại nặng nề nhất là Sành rồi do giáo hội chính thống Hy Lạp điều hành là nơi mà nhân số tử vong là 45 cụ ông cụ bà và viện dưỡng lão có sự thiệt hại lớn thứ nhì là Epping Gardens, với 38 cụ ông cụ bà đã tử vong. Nói chung thì tại Victoria, 95% những người tử nạn đã xảy ra tại các viện dưỡng lão. Cuộc điều tra do chính phủ liên bang khởi xướng cũng đã nhìn thấy các viện dưỡng lão đã không có biện pháp kiểm soát hữu hiệu dịch bệnh, cũng như đã không có kế hoạch để đối phó với tình trạng khẩn cấp một cách đầy đủ. Và đặc biệt là các viên chức điều hành các viện dưỡng lão này đã không đủ khả năng lãnh đạo để đối phó với tình trạng dịch bệnh bên cạnh đó cuộc điều tra này đã đưa ra nhiều đề nghị để nhằm vượt qua được những trở ngại đã xảy ra và hy vọng sẽ có khả năng để đối phó với tình trạng dịch bệnh tái diễn các đề nghị này bao gồm kế hoạch đối phó với dịch bệnh hệ thống kiểm soát và huấn luyện nhân viên và trong trường hợp các cụ ông cụ bà bị dương tính thì nên chuyển họ đến bệnh viện đề nghị cũng bao gồm việc cải thiện thông tin giữa các cụ ông cụ bà và gia đình của họ và sau cùng là định nghĩa rõ rệt về vai trò và trách nhiệm của các viên chức điều hành viện dưỡng lão dự luật đầu tiên trên thế giới về nhiệm vụ tài chính của Google và Facebook khi sử dụng tin tức địa phương. Trong mấy tháng gần đây, chính phủ Úc đã thảo luận rất nhiều với hai tổng công ty của Mỹ là Google và Facebook trong nỗ lực thuyết phục hai công ty này phải đền bù xứng đáng về phương diện tài chính cho những tin tức mà họ sử dụng phát xuất từ các công ty truyền thông Úc Châu. Nếu chúng ta có nhiều cơ hội tiếp cận với Google và Facebook, thì chúng ta có thể đọc được những mẫu tin phát xuất từ các hãng tin hoặc các tờ báo và các đài phát thanh tại Úc. Tuy nhiên, cho đến nay thì Google và Facebook vẫn sử dụng những tin tức này miễn phí. Trên căn bản bởi lý do công bằng và nhằm giúp các cơ quan truyền thông tại Úc có thể cải thiện được lợi nhuận tài chính, chính phủ Úc muốn rằng Facebook và Google phải trả tiền cho các cơ quan truyền thông tại Úc khi họ sử dụng nguồn tin địa phương. Trước khi Quốc hội nghỉ lễ Giáng sinh, một dự luật về vấn đề này đã được đệ trình mà Chủ tịch của Ủy hội Bảo vệ Cạnh tranh và Người tiêu dùng ACCC, ông Rod Sims, coi là công bằng và quan trọng cho tương lai của ngành truyền thông tại Úc. Thế nhưng Google và Facebook đã lên án và chỉ trích dự luật này. Nếu được Quốc hội thông qua thì đây là lần đầu tiên trên toàn thế giới mà hai tổng công ty của Mỹ là Google và Facebook sẽ phải trả chi phí khi sử dụng các tin tức của các cơ quan truyền thông tại Úc. Tuy dự luật có thể coi là thuận lợi cho giới truyền thông tại Úc, nhưng không phải tất cả các cơ quan truyền thông đều hài lòng. Bởi lý do là dự luật này cũng đã nêu ra trường hợp trao đổi giá trị hỗ tương giữa Facebook và Google với giới truyền thông tại Úc. Điều này có nghĩa là các cơ quan truyền thông tại Úc cũng phải trả tiền cho Google và Facebook nếu họ sử dụng thông tin của hai cơ quan này. Tin sinh hoạt bán lẻ Mua sắm gia tăng 5% trong mùa Giáng sinh năm nay 2020 Năm 2020 có thể nói là một năm với quá nhiều biến động, không những tại Úc mà còn trên toàn thế giới. Và sau gần một năm bị hạn chế mọi sinh hoạt, có vẻ như càng gần cuối năm thì người dân càng lấy lại tinh thần và vì vậy mà cũng đã chi tiêu một cách thoải mái hơn. Và do đó, nhiều chuyên gia dự đoán rằng mùa Giáng sinh năm nay có thể nói sẽ là một mùa ăn nên làm ra đối với các cửa hàng bán lẻ tại Úc. Theo thông tin từ Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia, thì mùa Giáng sinh và năm mới năm nay sẽ là một mùa ăn nên làm ra đối với các doanh nghiệp với sự gia tăng dự phóng là 5% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương với 52 tỷ đô la. Đặc biệt là sự gia tăng trong lĩnh vực mua sắm trên mạng, tức là online shopping. Yếu tố này đã khiến cho bưu điện Úc Châu là Australia Post vô cùng bận rộn trong những tuần lễ vừa qua. Theo thông tin từ Australia Post thì họ đã chuyển phát hơn 13 triệu bưu kiện mỗi tuần kể từ đầu tháng 12 cho đến nay. Điều này cho thấy là tháng 11 năm nay 2020 là tháng mà cư dân Úc đã gia tăng việc mua sắm online. Sự gia tăng này được xác nhận ở mức 55%, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái 2019. Bà Nicole Sheffield, tổng giám đốc điều hành của Australia Post cho biết, họ chưa bao giờ thấy những khối lượng bưu kiện nhiều đến như vậy. Cũng theo lời của bà Sheffield, thì Australia Post đã chuyển hơn 80% bưu kiện ở Úc và hiện Australia Post cũng đang cố gắng hết sức để đảm bảo những bưu kiện còn lại sẽ được chuyển nhanh nhất có thể. Bà Sheffield cũng cho biết thêm rằng, Australia Post đã tuyển dụng thêm 5.000 nhân viên và mua sắm thêm 3.000 xe tải để giao hàng, thế nhưng vẫn không thể giải quyết được hàng hóa quá nhiều trong tháng 12 này. Cuối cùng là tin từ Mỹ. Quốc hội đồng thuận kế hoạch cứu trợ trị giá 900 tỷ đô la sau khi có những bất đồng ý kiến qua nhiều tháng giữa các nghị sĩ và dân biểu Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, thì theo nguồn tin AAP, lãnh tụ lưỡng đảng tại Quốc hội đã đồng ý một ngân khoản trị giá 900 tỷ Mỹ Kim để tài trợ cho nền kinh tế Hoa Kỳ và những công dân Mỹ đã bị thiệt hại vì đại dịch COVID-19. Kế hoạch tài trợ này là ngân khoản lớn hàng thứ nhì trong lịch sử nước Mỹ. Trước đó, hồi tháng 3, Quốc hội Mỹ đã biểu quyết một ngân khoản 2.300 tỷ Mỹ Kim để đối phó với tình trạng dịch bệnh và cứu vãn nền kinh tế. Kế hoạch mới này được lãnh tụ lưỡng đảng tại Quốc hội đồng ý và Tổng thống Donald Trump nói rằng ông cũng sẽ ủng hộ dự luật này và sẽ ký lệnh ban hành sau khi được Quốc hội thông qua. Kế hoạch này bao gồm một ngân khoản 600 Mỹ Kim tài trợ cho những cá nhân và gia tăng trợ cấp thất nghiệp thêm 300 đô la một tuần lễ. Phần còn lại, nhiều tỷ đô la sẽ được tài trợ cho giới tiểu thương, trợ cấp thực phẩm, phân phối vaccine và bảo hiểm y tế. Tuy vậy, lãnh tụ thiểu số tại Thượng viện, tức là phe Dân Chủ thì nói rằng tầm vóc của kế hoạch này thật sự không đủ để đối phó với tình trạng hiện nay tại Hoa Kỳ. Lãnh tụ Đảng Dân Chủ tại Thượng viện nói rằng Đảng Dân Chủ sẽ đẩy mạnh nới rộng kế hoạch sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Khuynh hướng chung của Đảng Dân Chủ là muốn kế hoạch cứu trợ ở mức độ cao hơn, trong khi khuynh hướng chung của Đảng Cộng Hòa là muốn giới hạn kế hoạch ở mức thấp hơn. Vì tầm vóc của nền kinh tế Mỹ nên những kế hoạch kích cầu đều tạo ra ảnh hưởng không những tại Mỹ mà còn ảnh hưởng đến nhiều nơi khác kể cả tại Úc, đặc biệt là trong sinh hoạt của thị trường chứng khoán. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.